chào mọi người nhé. Đây là máy gặt lúa mini TL 1.4 Max. Con này là được cải tiến từ 1.2 Max mọi người nhé. Đây là mình em xin giới thiệu những cái điểm cải tiến của nó cho mọi người xem đầu tiên nhé. Đầu tiên, cải tiến mình có thể nhìn thấy rõ nhất đây là cái cửa ra thóc của nó sẽ từ một cửa thành hai cửa ra thóc nhá. Nó sẽ không phải là một cửa ra thóc như mẫu cũ nữa mà là sẽ là hai cửa ra thóc này. Cái thứ hai nữa là cái bàn để lúa này. Ngày trước thì nó là bàn bàn rời nhưng mà giờ nó thành một cái bàn để lúa này, nó sẽ tiện hơn này. Cái quan trọng nữa, cái thứ ba, điều rất là cực kỳ là hợp lý luôn ạ. Đây là cái cần nâng hạ và chuyển hướng của nó đã được tích hợp cùng trong một cần, không giống như trước nhá. Cái lúc trước là nó không được tích hợp cùng trong một cần như này đâu. Bây giờ mình sẽ tích hợp nâng hạ, chuyển hướng lên đây, tiến lùi sang trái sang phải cùng trên một cần luôn. Nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Em xin giới thiệu qua về cái bàn điều khiển của cái con 1.4 này. Đây là cần nâng hạ này, lên xuống tiến lùi trái phải này. Đây là hệ thống số của nó nhá. Đây sẽ là, nếu như mọi người thấy là đây là sẽ có 3 cấp số. Đây là số tiến, số lùi. Đây cả thấy rằng trước là số tiến này. Cả thấy rằng sau là số lùi nhá. Có 3 cấp số 1 2 3. Đây là vào guồng này. Vào guồng nhá. Đây là côn để di chuyển này. Thì có trên con này thì nó có một điểm khác biệt so với con New là nó sẽ có cái đồng hồ báo báo điện nhá. Khi nào mình khởi động nó sẽ hiện ở đây. Đây là cái khóa đề, đây công tắc đèn nhá. Đây, công tắc đèn đây. Đây mọi người làm một thời gian thì mọi người phải tăng cái xích, kiểm tra lại xích này, tăng xích này, tăng dây cô loa lên nhá. Đây hộp số của nó thì lùi về sau, dễ sửa chữa. Tất cả đây mọi người nhìn thấy rõ ràng đây. Máy 1.4 Max thì hiện tại đang có chương trình ưu đãi rất là sâu. Giá chỉ hơn 100 triệu một chút thôi.